Xin chào tất cả quý khách hàng đã đến với kênh Địa ốc FT Home. Hôm nay Huy sẽ giới thiệu cho tất cả quý khách hàng một lô đất nền nằm ngay mặt tiền đường liên xã Long Khê Long Trạch. Hiện tại Huy đang lưu thông trên đường Đinh Đức Thiện, đoạn qua khu công nghiệp Cầu Tràm và chợ Trung Thành. Khu công nghiệp này tập trung lên đến hơn 20.000 công nhân. Vì vậy, mật độ sinh sống xung quanh đây rất là cao. Quý khách hàng có thể nhìn thấy thì hai bên đường có rất là nhiều tiện ích như là điện máy xanh, bách hóa xanh, phòng khám đa khoa và phía trước chính là trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Và đây chính là đường liên xã Long Khê Long Trạch. Đoạn đường này kết nối trực tiếp giữa đường Đinh Đức Thiện và đường tỉnh lộ 835B. Đoạn đường này trong tương lai sẽ được mở rộng lên đến hơn 20m. Quý khách hàng có thể nhìn thấy thì hai bên dân cư rất là đông đúc. Lượng xe cộ lưu thông hàng ngày qua đây thì rất là nhiều và đặc biệt là những loại xe lớn. Vì phía trong đây thì có rất là nhiều dự án đang được xây dựng với hơn 500 căn nhà liền kề được xây dựng và mở bán trong khu vực này. Và tới đây Huy sẽ giới thiệu cho tất cả quý khách hàng một lô đất. Lô đất có diện tích là ngang 5, dài 32,7 với hơn 160m2. Lô đất này thì rất thích hợp cho những quý khách hàng nào muốn đầu tư lướt sóng, chỉ cần sang năm bán thì có thể lời từ 1-200 triệu. Và đặc biệt, giá của lô đất này chỉ với mức giá 2 tỷ là quý khách hàng có thể sở hữu ngay. Và đặc biệt, bên Huy cũng có rất là nhiều sản phẩm từ nhà phố cho tới đất nền. Quý khách hàng có thể liên hệ cho Huy để biết thêm thông tin chi tiết qua số 0949698547. Xin cảm ơn quý khách hàng và hẹn gặp lại.